cá ra một tí tối. Nào, thổi nào lên, thổi cá nào. Đây hồ mì nhanh. Nhanh lên. Nhanh lên, dây này. Ui, cái này của bơ này. Bơ lấy cho đi. Con lấy xuống đi. Đấy, ui, ui giỏi chứ. Giỏi chứ. Đấy, lấy xuống, lấy xuống. Lấy xuống cho cá. Đúng rồi. Lấy xuống bên này. Lấy xuống bên này. Cái này nữa, cái này nữa. Hết rồi, vứt đi. Hết rồi. Ừ. Hết rồi, đi vào nhà thôi. Đấy, hết rồi. Ở nhà thôi. Nhà đi. Được, đi bé này. Mày đừng có chạy đi đâu nhá. Bà cái vội ra. Bà mày đừng có chạy đi đâu. Bà cái vội ra. Bây tôi giờ tao bắt được cả ta. Bà cái vội này. Bà cái vội ra. Tôi mua một người một ngàn nữa. Mua mua. Tôi hề mua. Mày ra mày mất mắt. Tôi đưa đi công an ngay. Bà cái vội ra. Đi theo tôi đi công an. Bà cái vội ra. Tôi mày mua ngàn nhá. Bắt đi công an bây giờ. Đi. Được chết đâu. Đừng có chạy đi đâu. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Bà ra. Bà. Đi đi ra. Này. Thôi ba cho em xin mất cho ngăn mày. Thôi cho cháu xin bài cho cháu xin không xin đấy. Đi theo tôi đi công an. Bắt đi công an bà bây giờ. Đi cho cháu xin, cháu xin bài cho cháu mày, xin đừng có chạy đi đâu nhá. Im đứng im 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 mày cứ bỏ ra. Im bỏ ra. Im bà cứ bỏ ra. Mày bỏ ra này. Bà cho em xin, cho xin lần này thôi. Mày cho em xin lần này thôi. Đứng im, đứng im. Đi. Để tôi thôi. Mày chị ơi, em tha cho lắm. Em hết tiền mua rượu rồi. Chị đừng có báo công an nhá. Em sợ lắm. Thế sợ còn đi làm, còn đi ăn cắp à? Vì em không sợ công an này đi ăn cắp ăn trộm của tao à? Vì em không có tiền. Em phải làm thế. Không có tiền mua rượu vậy. Không có tiền mà đi ăn cắp thế à? Không đi có theo đi đi với công an đi thôi. Chị ơi, lần này tha cho em, tha em cho một lần thôi. Làm sao em không làm nữa? Không tha gì hết, không tha. Hôm nọ tao đã mất hai con rồi, có phải mày đấy không? Phải. Vì em không có việc làm chị ạ. Công an nhá, họ sáng thôi, họ xui em thôi. Thế ai xui? Ai xui? Bảo cho chị biết ai xui. Họ chối thôi, không biết. Vâng. Không thì tao bắt đi công an để xử lý. Ai khai, ai xui. Mẹ cô Hiền thôi.
mẹ cậu Hiến xuôi thôi, đi bắt ngắn thôi. Còn hôm đó còn xuôi em nữa, đi đốt rơm của ba chú nữa. Thế à? Vâng. Mẹ Hiến à? Vâng, mẹ được Hiến. Rồi. Được rồi. Thế đi theo tôi. Vâng. Đi theo chị. Vâng. Lên nhà châu. Theo tao đi nhà châu để mày uống rượu. Toàn đi nghe theo người ta. Bên này, bên này. Ôi, em sợ có ăn lắm. Ôi cháu ơi, em sợ có ăn lắm. Em sợ có ăn. Bảo là mẹ của Hiến đấy, hôm nọ đốt rơm của em đấy, cũng xui thằng này đi đốt rơm, xui thằng này đi ăn trộm ngăn của chị, đi bán lấy tiền. Thế sao lại đi đốt rơm của chị? Bây giờ em đi theo chị, vâng, để đối chứng với mẹ của Hiến, vâng, với thằng này nữa đi, vâng. Bây giờ đi, em đi theo. Có ai ở nhà trông em? Có bà nhờ đi theo. Họ xui thì xui chứ. Mẹ thì ăn trộm như mày thế. Mày thì còn bắt được đấy. Không thì còn mất hết. Này, bà kia đứng lại. Bà ơi, đứng lại đó. Về đây đứng lại, đứng lại đây. Nói chuyện tí. Cháu có chuyện bảo tí. Về đây nói chuyện tí. Có chuyện gì đây? Sao bà lại xui thằng này đi ăn cắp ngan của tôi? Tôi không biết. Đợt trước tôi mất hai con. Có phải bà lấy không? Tôi không biết, tôi không được lấy. Này nhé, các người đừng có vô ăn cho tôi nhé. Chính bà đấy, xúi tôi đi ăn cắp ngan đấy. Bây giờ tiền còn ở đây nào. Đây nào. Đấy, bây giờ có bằng chứng. Bà đừng có mà chối cãi nha. Không thì tôi sẽ đưa lên công an. Hôm trước, bà cũng xui thằng này đi đốt rơm của Châu. Phải không? Tôi không biết. Đi theo tôi lên công an để giải quyết. Hôm trước các bà đánh tôi. Bây giờ tôi tức, tôi bực, tôi mới làm thế. Bây giờ các người biết hết rồi thì tôi bồi thường cho được chứ gì. Không được. Bây giờ bà phải đi theo tôi lên công an, giam bà vào mới được. Bây giờ bà phải đi theo tôi lên công an. Đi. Tôi không đi được. Tôi đi, không đi công an. Không được. Bà làm thế này không được. Bà sai. Đi. Tôi không đi, tôi xin thôi. Đi. Tôi xin. Đi theo tôi. Đi. Tôi xin. Không được. Đi công an. Tôi không đi. Ôi tôi sợ lắm, lên công an tôi sợ lắm. Bây giờ bà bắt tôi làm cái gì tôi cũng nghe theo bà. Cho tôi xin thôi, tôi xin.
Lần này còn lần sau. Làm thế này lần sau tôi không tái phát nữa. Tôi không nghĩ đến cái chuyện này nữa. Tôi xin để tôi xin thôi. Đi theo tôi. Tôi không đi nữa. Tôi không đi. Đi. Không được. Không đi được. Đi không đi không đi, không đi công an tôi sợ lắm, tôi không đi đâu. Tôi không xin. Thì tôi gọi công an về bắt. Bây giờ bà bắt tôi làm cái gì tôi cũng làm. Bà được. Không cho tôi không được đưa tôi lên công an nữa, tôi sợ lắm. Con trai của chị biết thì không tha cho chị đâu, xấu hổ lắm. Chị biết thế rồi, sao chị lại dụ người khác đi ăn cắp? Chị biết lỗi rồi, hôm nay chị nói rồi, bây giờ cho chị xin. Thôi chị xin thôi. Tha cho anh chị Hiển. Chị xin thôi, đi công an chị không để dám tha đi cho đâu. Bà ấy để anh Hiển để anh Hiển còn yên tâm đi làm. Tha cho bà ấy thôi chị ạ. Thôi, thế cũng được. Làm bây cái giờ sẽ là cho đi làm cái gì thì chị cũng đi, nhưng mà lên công an chị không đi nữa. Thôi, bây giờ em đi về nhà lấy liềm. Vâng. Về đi ra ruộng. Vâng. Cắt rơm cho chị. Để chị trồng ngô. Đi, bây giờ. Thằng này nó cũng đi. Em đi lấy liềm nhá. Thằng này đi ra ruộng. Đi nhanh một tí. Đây, xuống đây. Xuống ruộng đây. Đây, liềm đây. Đây. Cắt cắt đất vào. Đấy, cắt cho tôi. Làm nhanh đi. Tại mày đi. Tại bạn thế. Liên thế. Cắt cẩn thận vào. Tại nói giả đấy. Làm nhanh một tí. Bà ấy, người thấy. Bảo rồi, không được nói dài, không được nói cho người ta biết. Sợ nói thế này. Giờ biết chưa? Làm đi, không làm được tao đưa đi cho công an. Tôi đi về nhà trước làm việc, làm cái chỗ này xong đi, không xong thì mai sẽ biết tay tao. Lắm rồi mày đấy, mãi mày sẽ biết. Mày thấy khổ không? Nói không nói thì còn nói. Cả cái con nằm này nữa. Mai tao sẽ trả thù. Tao bực lắm rồi. Con nằm này nữa. Mai tao sẽ trả thù bằng được. Không tha đâu. Có gì đấy? Bé. Bé. Ui, con vịt này. Đi xem cá nhỉ? Xem cá này. Ừ, đi xem cá nhé.
Cá hết cỏ ăn rồi. Nào, bên đây cho cả. Có cho cá nào. Đây. Ui, lấy thế rồi. Thế là ăn gần thôi. Đi chặt chuối thôi. Bà ơi, bà ở nhà nhá. Con đi chặt chuối đây. Đi chặt chuối. Chặt chuối đi bán. Vâng. Đón đi nào, đi tối đấy. Ây, không ăn được. Vứt đi nhá, không ăn nhá. Cay lắm, cay cay. Đón đi à. Bơ bơ. Thắt ở cốc xong hả luôn như là bấy cái con tóc tròn luôn vậy. Ồ hô, lâu hả mấy lâu dưới này mình nặng nghe. Nên biết cái thằng ở về. Bồ thắt thắt, cái này mày chủng thắt thắt xong nè. Con hả luôn. Có sự hả? Đấy. Nâu nặc lắm. Ở tí con nữa. Mà hạp trầm đưa nặc lắm á. Đây là chuối của Pháp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cả này, cuối này. Này cái nhà tuyết chặt đấy. Bước, bước tới đây. Cái hồ hạch xét nó sắc quá. À, cái này xem nào.
Xuống đi nó. Lâu một tí. Đó nó. Tôi phải hầm ở dưới phút bài mà mình đi này. Bài của đéo hơn chứ. Xíu nó chín đấy. Chín đi. Nó ăn đấy nè. Không có kiến. Dạ. Tiêu bèo khóc cục cục. Lấy khóc của lớn tuyến nó mạnh hết đâu. Ăn đấy. Đây 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 cơ mà. Mình bút quên mình ăn. Con này bị vỡ này. Bị vỡ không? Mười. Hôm nay cãi từ chơi chưa ăn lên luôn. Mình cãi đi. Mình cãi. 4, 6, 8, 10. Giờ có 10 đấy rồi anh. Bơ ngọt được không? Bơ ngọt nhá. Có vui được không? Có. Vui một quả bưởi này. Này, gánh thôi nha. Chờ châu. Chờ châu. Mày nói đi pi rồi. Không sợ. Châu mà đi gánh đi thôi nha. Đấy, xách được không? Nặng đấy. To. Nặng quá. Không sợ đâu, nó không ra được đâu. Buộc vào rồi, không đi được đâu. Ăn cưới. Cưới. Ăn cưới. Chưa chín đâu. Chín đâu. Ăn bà bạp. Bơ đi bà bạp đó. Tính vi nói vi mẹ ăn mẹ vi đi kia cái đấy không được không không được ăn không tính vi thông chục đi á nó cái bu nói mà nhà nó bịt lâu thế nhỉ? Đi bịt. Bịt lâu thế. Đi mà ngoài. Cái này hết bao nhiêu ấy chị? Hết 100.
Chị lấy lên vai cho em ấy. Cái gì là nó? Cái gì? Nặng không? Nặng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui, nặng đấy. Được rồi nhỉ. Nhưng mà hơi vướng một tí. Đi bơi. Cái to thế nhỉ? Cái to thế. Cái to thế nhỉ? Mình lên đi giống nhỉ? Đi nhanh lên. Nhá. Em còn dám nhá. Sợ lắm nhá. Nhanh lên, nhanh lên. Thế nhà rồi. Thế nhà rồi, mệt quá. Đấy, lấy đi. Ở đây này, chân này. Rồi, đi đâu, đi vào nhà đi. Không lấy nước nhỉ. Thế nhà rồi. Còn đấy nha, mẹ đi làm bếp. Con đi vào nhà đi.